đây là cây dông tầm nha, dông tầm cả ngàn trái á. Thật là chào quý vị, dông tầm nha, ngọt lắm nè. Dông tầm so sweet, ngọt lắm. Dâu tầm cái cây này cả ngàn trái. Chì chít. Ui chà. Quá trời dâu tầm à. Chào quý vị, ngon lắm. Hái được bao nhiêu rồi? Bịch chưa? Đâu có hái, nhặt thôi, nhặt chưa hết rồi. Đó, bịch nữa. Quá đã. Quá đã. Dâu tầm, ngon lắm. Quá trời đã. Đã lắm quý vị ơi. Cái này nó gọi là Afghanistan Mulberry, là A Phú Hãng đó, Afghanistan là A Phú Hãng. Đã quá. Đã quá. Chi chích rồi. Dâu tầm. Sướng quá. Dâu tầm hôm nay trúng mùa. Ồ, quá trời đã. À, bà xã tôi nhặt không á. Ở dưới đất không mà ăn cũng mệt kỳ rồi. Nó rớt xuống cỏ đó. Ồ, quá đã rồi. Trên đầu em kìa, cả ngàn trái nè. Trên đầu cả ngàn trái. Quá đã. Trái này do nó to chứ đâu không phải giỡn. Nè, cả ngàn trái quý bạn ơi. Quá trời. Hái dâu tầm. Nè, mấy trái này chưa chín nè, vẫn còn xanh nè. Đó, đầy hết á. Sướng quá. Rồi, thank you for watching my video. Nha, yeah, rồi quý vị nhớ subscribe giùm nha, đăng ký giùm nha. Ok, thank you. Bye bye. Hai vợ chồng hái dâu tầm. Ok. Ninh già con gái. Bye bye.